nhận định dự đoán U23 Hàn Quốc vs U23 Malaysia 20 giờ ngày 2 tháng 6, đại diện Đông Nam Á gặp khó. Vào lúc 20 giờ ngày 2 tháng 6, U23 Malaysia sẽ có trận ra quân gặp U23 Hàn Quốc tại bảng C vòng chung kết U23 châu Á. Đây được xem là thử thách ngàn cân với đội bóng Đông Nam Á vì Hàn Quốc đang là đương kim vô địch giải đấu. U23 Hàn Quốc đang là đương kim vô địch giải U23 châu Á với thành tích toàn thắng cả 6 trận và chỉ để thủng lưới 3 lần. Họ cũng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay với sức mạnh đội hình đã được kiểm chứng ở vòng loại hồi cuối năm ngoái. So với thế hệ vô địch 2 năm trước, lứa cầu thủ Hàn Quốc hiện tại vẫn có nhiều tài năng ấn tượng như Lee Kang-in, cầu thủ trưởng thành tại Valencia, ở Sehun đang thi đấu cho gã khổng lồ Shimizu S-Pulse tại Nhật Bản, hay Ung Won-sang, tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc. Cũng giống như các đội tuyển Hàn Quốc khác, đội U23 nước này có lối chơi bóng mạnh mẽ, đầy tốc độ nhưng cũng không kém phần ngẫu hứng với những cầu thủ có kỹ thuật tốt. Trong khi đó, U23 Malaysia vẫn đang trong quá trình cọ sát để hoàn thiện hơn. Thất bại ở SEA Games 31 giúp cho những người làm bóng đá ở quốc gia này nhìn nhận thực tế hơn về trình độ hiện tại của U23 Malaysia. Do đó, lãnh đạo bóng đá Malaysia không đặt bất kỳ mục tiêu nào tại vòng chung kết U23 châu Á. Dẫu vậy, các thành viên U23 Malaysia vẫn quyết tâm vượt qua vòng bảng. Họ sẽ cố gắng hạn chế bàn thua trước Hàn Quốc và cạnh tranh với hai đội bóng Đông Nam Á còn lại là Thái Lan và Việt Nam. Trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tại vòng bảng môn bóng đá Nam ASEAN Game 2018, bóng đá Malaysia đã bất ngờ đánh bại đội Olympic Hàn Quốc có sự góp mặt của ngôi sao Son Heung-min với chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, đó là một trận thua có tính toán của Hàn Quốc để thuận lợi hơn trên con đường giành huy chương vàng Á vận hội. Ở 23, Malaysia không có nhiều cơ sở giành thắng lợi trước sức mạnh vượt trội hiện tại của Hàn Quốc. Nhưng với tâm lý thoải mái, người hâm mộ hy vọng đại diện Đông Nam Á sẽ có trận đấu hay và thu nhiều kinh nghiệm cho chặng đường sắp tới. Dự đoán tỷ số U23 Hàn Quốc 3-0 U23 Malaysia. Đội hình dự kiến: ở 23 Hàn Quốc, Go Jong-min, Kim Joo-sung, Kim Tae-hwa, Lee Sang-min, Choi Jun, Lee Kang-in, Jeong Sang-min, Hong Hwin-seo, Yoo Ji-sung, Go Sang-jun, Oh Se-hun. Ở 23 Malaysia, Ari Ghani, Wentin Cheng, Muhammad Arin Afik, Harish Haiko, Azom Admi, Mukhairiemo, Nick Akib, Lakman Hakim Samsudin, Harry Hakim, Fikri Khalili, Daniel Asri. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.